một sự kiện cộng đồng rất có ý nghĩa để chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới ngày 26 tháng 4 nhằm tôn vinh các cá nhân và tổ chức đã có thành quả sáng tạo và đổi mới. Chủ đề của ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay là đổi mới sáng tạo, cải thiện cuộc sống, và đây là một thông điệp hết sức quan trọng của tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới gửi đến mọi người trên toàn thế giới. Vâng, kính thưa quý vị, ở trên sân khấu hội này đang chính là đại diện của các doanh nghiệp, các tổ chức, các cơ quan, trường học đã đồng hành và có những đóng góp cùng sự kiện IBD 2017. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Trong cuộc đời này chọn cho mình cách sống bắt đầu hay kết thúc một ngày, ta đều thành happy man và giúp lấy thế giới bằng buồn đau và bằng chính đôi tay để làm đẹp cho đời. Chân ta đi đường riêng, tay này đã vào việc, não mỗi người một chiếc nghĩ và làm việc thiêng liêng. Dù có là ai trong cái vũ trụ này, ta sinh ra với sứ mệnh giúp thế giới ngầm cả trong bàn tay. Mỗi ngày trôi qua quanh ta bao nhiêu điều mới, mỗi sáng tạo đều có thể đến tới những con người bình thường rất đời. Đó là những nông dân, công nhân, sinh viên hay công chức đam mê sáng tạo muôn hình và chẳng chỉ cần theo một công thức. Tiến lên vượt qua, bước qua vực thẳm cao sâu, thành quả trí tuệ của ta là của ta dù thời gian bao lâu. Bước nhỏ ngày hôm nay có thể đưa thế giới tiến lên, bàn tay khó óc này sẽ làm thế giới kia phải nhớ lên.